cái ý thức hàng đầu và cái tôn trọng người khác là thứ hai. Thứ ba thì gặp nhau chào hỏi bằng lời nói. Lời nói không mắc tiền mua, lỡ lời mà cho lời vừa lòng nhau. Mà tại sao mình không vừa lòng nhau mà mình cứ gây sự, hoặc cái giống như thầy đi đâu, thầy nói thầy đâu có đụng chạm bất cứ cái hàng nào con hay con nhỏ nào, mà tự nhiên cái tối ngày cứ kiếm chuyện rồi đánh rồi chữ mắng thầy, không đổ thừa ăn thịt chó thịt mèo trâu, thì đổ thừa tự nhiên cái ghét thầy. Thầy nói giờ tao ghét, tao nói đâu phải gom đũa cả đống những hòa thượng mà thầy chữ, mà thầy chữ những người hòa thượng nào mà không tu, phải không? Giống như con nói những người ăn cắp trộm, con nói những người ăn cắp trộm với mấy thằng lừa đảo gì cướp chứ bộ tao nói mày ha, sao mày không tự nhiên nói nó ăn trộm cướp, chắc mày có cướp mày mới tức nè, phải không? Rồi giờ thầy chữ ông nào thì chữ đúng có người chứ bộ tao chữ gom hết mày, sao nói thầy nhịn đi, kêu thầy thì nhịn đi, tại sao mình không nhịn? Quỷ nó còn nói trọng trọng không biết hả? Thì con nói là người không hiểu đạo mình đừng nên cố chấp và đừng nên đến đó. Đến nó sẽ có những cái giây phút nó nói những câu sốc óc và nó hổ. Thấy người ta ăn mặn, còn ta ăn mặn thì ta tu khắp hơn cái chuyện của người ta, thì tự nhiên sao ganh tị. Giống như trường hợp thầy nói đơn giản cuộc sống hàng ngày như thế này, chẳng hạn như giờ thầy nói cho nghe. Ví dụ như có một số ông sư ở bên Thái Lan đi, hiểu về đạo Phật Bắc Tông một phần nào đi, hay là gốc của ông gọi là người Trung Quốc đi, ông biết là, mà ông qua đó ông cũng bận đồ người Thái, mà ông thấy thầy bận đồ Bắc Tông theo Bắc Tông là cái thầy ăn mặn, thì rồi hai nữa, ông hỏi sao mình không ăn chay, mà trong khi đất nước Thái Lan là đất nước quốc giáo cầm bá khá khực, ăn. Nè, rồi một phần kế tiếp, mỗi ngày thầy khỏi cầm bát hắc hợp, cái tới giờ ăn buổi sáng bưng lại cho thầy, rồi buổi trưa nấu sẵn trước giờ, đừng để quá giờ nữa. Nhiều khi thầy nghĩ nè, nhiều khi cái giờ thầy ăn là về sáng ví dụ 7:30 đi, thì tại sao 7 giờ mình không bưng lại hả? Đúng 7 giờ mình bưng lại có liền. Rồi tới giờ trưa người ta quy định là 11 giờ sẽ có mặt, và tụng kinh xong 11:30 là 12 giờ là không ăn nữa. Khi giờ mình cầm theo đúng như cái bộ đồ, đúng như cái thức ăn mà đúng giờ giác theo nhà Phật đi, thì mình làm đúng theo như vậy là nó chuẩn hơn. Rồi kế tiếp nữa, trong đạo Phật người ta quy định thì ăn chay chỉ Bắc Tông một phần, và Trung Quốc, Tây Quản, Hồng Kông, Nhật, Đài Loan, còn tất cả các nước quốc giáo kêu năm tông thì như Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh và nhiều quốc gia, Malaysia cũng có luôn. Thì một số quốc gia giờ người ta ăn theo cái ta nói là quốc thì quốc nước, gia có gia quy, thì nước nào nhập gia thì tùy tục, đúng không? Nhiều khi mình không phải tông phái đó, khi mình ở chùa đó thì mình phải bận theo đồ đó của mình thường, mà mình muốn bận đồ theo mình thì tất nhiên cho ông sư này ở nước ngoài, hay ông sư này ở đâu đến đây ở đậu nè, hay là tu ở chùa này là ông ở đậu, không phải đệ tử của thầy chùa này, phải không? Thì cái đó là phân biệt. Vậy là ta dòm bộ đồ không, ta biết là ông sư này ở đâu rồi, quả không biết ta nói ở nước nào mà sư bận bộ đồ lạ, không phải giống như Thái Lan vậy, phải không? Đúng rồi. Thì có gì đâu lạ, ví dụ thầy bận giống hết, thầy tử đâu thầy người Thái sao, phải không? Thì đâu biết thầy là người Việt. Rồi kế tiếp nữa, giờ mày ăn thầy hai cử đi, ví dụ mình ăn ngày hai cử, ở Việt Nam ăn ba cử, Trung Quốc ăn ba cử, thì giờ đất nước Thái ăn hai cử thì chuyện của Nam Tông mình đi, còn người ta Bắc Tông thì tao quyền ăn ba cử, sao không giữ giới? Rồi mình không ăn thì ta ăn. Nếu mình nói người Việt Nam ăn ba cử quen, giờ ở chùa không ăn ba cử thì ông ăn theo phong tục ổng đi, rồi ông ăn kệ ổng, theo phong tục người ta, thì giờ mình tu cao hơn thì người ta mến mình, người ta cúng dường nhiều hơn, tự nhiên cái mình không cho người ta ăn theo nước ta, nước nào cũng giữ phong tục nước đó, rồi ăn theo ba cử giống nước người ta, thì qua bên nước đó ta cũng ăn ba cử giống, sao tự nhiên cái mình cấm không cho người ta ăn ba cử, thấy không? Rồi tự nhiên cái mình lại có những cái câu nói, ví dụ như giờ câu nói một số hơi sư bên, nếu mà sư không ăn hai cử mà ăn ba cử tôi đuổi ra khỏi chùa, tôi không cho ở đây,
Ủa đâu có liên quan gì đâu. Ở đạo thì cho đạo cũng ăn ba cử, ví dụ như giờ thầy nói sư sư ở bên nước Thái này Phật tử thấy có hai cử mà sư ăn ba cử, họ nói giờ còn giờ người ta ăn ba cử quen rồi, giờ mình kêu mình hai cử giống như mình đâu có được, mà giờ người ta nhịn được thì tự nguyện người ta nhịn. Thí dụ như người ta thấy ai cũng ăn mình ăn, mà mình tự tự ái tự kỳ, tự nhiên mình thấy có cái kỳ trong 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 người mình, thì mình tự nhiên từ từ mình tập sẽ từ bữa một ngày hai bữa chừng nào mà có ăn quen thôi thì ăn được hai cử. Còn giờ mình nói vấn đề còn còn một số cũng giờ mình ăn cái miệng mình đi, mình ăn tự nhiên nó ngon. Giờ tự nhiên người ta ăn á, nhiều người cái miệng ăn nhẹ và ăn ngay cho thật kỹ thì tất nhiên cái miệng mình ăn cũng quen, mình tập cũng quen. Còn nhiều người ta giờ ăn tự nhiên mà ta ăn, ăn nhai nó quen rồi, với ăn theo kiểu người ta nhép nhép quen rồi, tự nhiên giờ bắt theo ăn nhai từ từ khó ăn và ăn không ngon. Cái mình nói ăn vậy không cần ngon, ngon là để làm gì? Ủa ngộ, người sống phải nhờ cái ăn ngon mới sống được, ăn được, ngủ được và sống được. Còn này ăn mà cảm thấy khó chịu, ăn khó khăn và không tập được cái ăn, thầy nói có thể ăn nhai cự nhai cho thật kỹ nhiều lần để nghiền thức ăn thì được. Còn nhiều cái phong tục tập quán, phong tục của nước mình vẫn là nước mình, còn ta giữ phong tục nước ta, giờ tao ăn ba cử cũng chuyện của ta. Mình giờ tu cao hơn người ta làm gương, ta sẽ bái mình sư phụ, ta sẽ coi mình là người Phật, thấy không? Thì giờ mình ép theo ý của mình sao được. Giờ thầy tự nhiên giờ con đang ăn cái này con kêu con thằng ngậm miệng lại, con thấy ăn được không? Rồi con ăn nhẹ mà con ăn nào giờ ăn cho lẹ, đừng đi công việc chứ ăn ngon quá, ăn lẹ cho nó ngon. Chứ hồi nào ngồi ngồi đó con hử mùi rồi con từ từ con cảm thấy có khó chịu người. Mình ăn quá ăn rồi tự nhiên giờ họ bắt mình ăn theo kiểu họ, mình có bực mình không? Hả? Giờ thầy nói nè, nhiều cái vấn đề hiện nay đó, là giờ rất là nhiều cái chuyện phức tạp. Giờ thì tông phái nào thì giữ phong tông phái đó, nước nào thì người ta có phong tục nước đó. Mình đến dù là người ta ở nước ngoài, ta đến nước mình ta cũng giữ phong tục. Chỉ có mình đi làm thì làm thuê làm mướn kiếm tiền, còn không mấy ta đi làm gì. Nhưng mà ta về người ta cũng vẫn ăn theo món ăn khẩu vị của người ta, thích gì ta ăn đó. Rồi ta bận đồ theo phong tục nước ta, chuyện của ta đâu quy định là qua nước phải bận đồ theo Thái Lan được đâu. Ta đâu có bắt buộc, phải không? Anh qua đây phải ăn y như nước Thái là sao được. Chuyện của cá nhân của ta mà. Giờ tu cũng vậy, đời cũng vậy. Còn giờ thầy nói trong chùa, thầy lại chùa Thái đi. Thì tất nhiên thầy khích bận đồ theo Thái thì thầy bận, không bận thì bận được Việt Nam. Mà nếu mà thầy bận thì tất nhiên thì giờ thầy cũng mua bộ đồ ha, xin bộ đồ thì bận. Bận giờ tông nào cũng giống nhau, mà giờ mình cho người ta bận, ta bận thứ nhất là người ta nói giờ ví dụ như ta muốn bận theo đồ đó, người trụ trì chùa có chấp nhận hay không. Đã biết là nước này thì mỗi tháng thường thường người du lịch, còn vấn đề nhiều khu du lịch ta để là thường thường ta quy định khi qua nước ta có một số nước bắt buộc phải mua vé 2 triệu thì ta mới cho bay. Còn kế tiếp có một số nước thì người ta bắt buộc là phải giờ qua là qua mấy ngày, kế tiếp là ngủ khách sạn nào thì ta mới cho mình qua. Còn người ta sợ qua mình lang thang rồi ăn đâu ngủ đâu rồi không tiền không của nữa, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm về hết, phức tạp an ninh nước ta nữa. Qua mình nằm lê nằm lết rồi ai cứu, rồi mình cắp trộm rồi xử lý bằng cách nào. Trước khi qua quốc gia người ta phải biểu là anh qua anh ngủ đâu, khách sạn nào, tour du lịch nào, rồi ở chơi bao nhiêu ngày, rồi anh sẽ qua là anh đi theo cái tour du lịch nào, đúng không? Để có đủ điều kiện thì anh mới đi chơi. Giống như giờ thầy nói giờ con chuẩn bị đi tour du lịch, mà giờ ta kêu ta mua vé máy bay là hai vé tour là 15 triệu thì con đóng 10 triệu, 15 triệu là người ta bán cho mình cái tour đi du lịch thôi, cái ghế ngồi đi chơi thôi và chỗ ngủ lo cho con, còn cái chuyện ăn ta lo có một buổi sáng thôi chứ không bao giờ lo buổi trưa 2 buổi, không có luôn. Nhiều khách sạn là trừ khi cái đó là mình ăn mình trả riêng, giờ khách sạn nào ta lo có một buổi sáng, còn mấy mình chọn buổi trưa cũng được nữa. Giờ ta hỏi mình là giờ cái đòn của mình ta lo một buổi, một là buổi sáng, hai buổi trưa, mình chọn buổi nào. Bây giờ thầy nói trong cái vấn đề hiện nay nè, giờ vấn đề ngủ khách sạn á thì người ta có nè, thứ nhất là một sao cái giá khác,
Ví dụ 1 sao là 1 triệu, 2 triệu. 2 sao là ví dụ 3 triệu, 4 triệu. 3 sao, 4 sao là ví dụ như 6 triệu, 8 triệu. Và 5 sao ví dụ như người ta mười mấy triệu. Ta tính tiền đô chứ không phải tính tiền triệu đâu. Ví dụ như giờ 1 đô, 1 sao, 2 sao, 3 sao là người ta tính 300 đô, 400 đô, 500 đô. Mà giờ tính từ 5 sao thì ta tính từ từ 500 đô đến 1.000 đô. Ví dụ vậy. Ví dụ thôi. Thì dù con có ngày chỉ có ngủ thôi, mà trong phòng đó người ta để nước nha, ta để ở ngoài có tủ lạnh có một chai nước, ta tính rất là mắc. Mình uống một chai nước dẫn ra khỏi phòng là ta tính tiền liền. Giống như bên Thái cái khu mà nghèo nhất đi, ngủ quạt máy là 800 bạc. 800 bạc là bao nhiêu tiền Việt rồi? 800.000. Rồi giờ ta nói giờ ngủ quạt máy lạnh là 1.600 hay 1.800. Thì giờ ta tốn tiền điện thì giờ mình mới ngủ người ta mở máy lạnh. Thì giờ du lịch thì cần phải cái sự là phải đi tour, phải theo tour. Thì tour du lịch phải có sự thứ nhất là phải có hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên Việt Nam ở là chỉ có sử dụng Việt Nam, còn mình qua nước ngoài thì phải mướn một hướng dẫn viên ở nước sở tại nước ta. Rồi song song người hướng dẫn viên của mình phải trả tiền một ngày là người từ 1 đô đến 3 đô. 3 đô, nước quốc tế là 3 đô, còn trong nước thì 1 đô. Thì con nghĩ ngày đi mỗi người là 1 đô có 2 trăm mấy ngàn à. Thì giờ 30 đô là ngày tính ra cho 70 ngàn. Ngày phải trả một cái hướng dẫn viên đó 1 đô người là 70 ngàn. Thầy cho yeah. Hỏi như qua Thái Lan mà đi du lịch là cái sự dân bản xứ rồi nó lừa hay chặt chém như dân Việt mình không thầy? Ở xứ nào cũng có trang. Cái trang cũng quỷ quái, cũng cù hồn các đảng, mình nói không lẽ mình hổn với mình nói chữ chứ. Xứ nào nước nào cũng có người tốt người xấu, nước nào cũng có người lừa người không lừa. Và nước nào cũng có người trắng người đen, nước nào cũng có người giàu người nghèo, nước nào cũng có khách sạn lớn nhỏ, nước nào cũng có trung tâm thành phố lớn, trung tâm mua sắm cái này kia đầy đủ. Không có nước nào mà toàn diện hết á. Khi mình gặp nạn nó không bên mình hoặc nó không dám nói. Có nhiều trường hợp nhưng mà mình nói không hay. Mình là còn sống nhiều quốc gia mà mình nói thì người ta rất lâu hết đến nước người ta. Kể cái chuyện của trong nước mình hay kể chuyện của mình đi. Nhà mình nhà cơm nhà ai nó ăn tiền nhà ai đấy xài. Ta nói là cơm nhà ai nó ăn đèn nhà ai đấy sáng, tự nhiên mình nói chuyện đèn nhà người ta, cơm nhà người ta, nước nhà người ta thì sức phạm tới người ta. Thầy không muốn nói quốc gia khác. Mình nói tóm gọn đụng chạm người ta sao phong tục nữa. Nhiều cái phong tục vui được, nhưng mà mình nói đụng chạm những cái xấu của người ta không có khó ưa của người ta nói gì. Bên Thái thì ăn đồ bên đó thì có hợp có vị không thầy? Hợp. Thứ nhất thầy cũng ăn cay được quen. Ở hai thầy thích những món ăn Thái rồi cũng quen luôn rồi. Nên là thầy cũng thích thú. Và đi khầm bát ăn thì món ăn cũng vừa ăn. Nói tới một bữa nào thầy ăn cũng ngon miệng. Không có đến nỗi mà ngán. Còn Việt Nam mình thì giờ đấy là khởi chùa nè. Thầy nói buổi sáng có ai lại cúng đâu. Buổi trưa cũng ai cúng. Lớn tuổi thầy muốn tự túc ăn cho mình tự tập, tự tu rồi lớn rồi tự làm chủ bản thân. Thầy cũng vào bếp đó không thầy? Thầy không nói. Không được biết thì giờ ví dụ như bữa nào thầy muốn đi học là tiện cái là gọi thầy đi công chuyện gì cái lát ghé tiệm ăn 20 gì ăn gì miếng bánh mì ăn gì ăn để lót bụng để mà tu chứ không phải mục đích ăn để tu. Ủa một sống một khống để ăn. Mình ăn để mình lót bụng để cho qua ngày tu. Thì giờ thầy nói con, cái vấn đề hiện nay thì do con người, cái ý thức hàng đầu và cái tôn trọng người khác là thứ hai. Thứ ba thì gặp nhau chào hỏi bằng lời nói. Lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà cho lời vừa lòng nhau. Mà tại sao mình không vừa lòng nhau mà mình cứ gây sự hoặc cái... Giống như thầy đi đâu thầy nói thầy đâu có đụng chạm bất cứ cái hằng nào, con nào, ông nào, bà nào hay con nhỏ nào mà tự nhiên cái tối ngày cứ kiếm chuyện rồi đánh rồi chữ mắng thầy. Không đổ thừa ăn thịt chó thịt mèo trâu thì đổ thừa tự nhiên cái ghét thầy. Thầy nói giờ tao ghét
Ta nói đâu phải gom đũa cả đống những hòa thượng mà khai chữ, mà khai chữ những người hòa thượng nào mà không tu, phải không? Giống như con nói những người ăn cắp trộm, con nói những người ăn cắp trộm với mấy thằng lừa đảo với cướp chứ bộ tao nói mày ha, sao mày không tự nhiên nói trộm cướp, chắc mày có cướp mày mới tức nè, phải không? Còn giờ thầy chở chữ ông nào thì chữ đúng có người chứ bộ tao chữ gom hết hả, em tao chữ hết đâu, tao nói một số người nào đó đó, và có hay không thì nếu mà tao nói không có, ổng nói quan nó ức mình thì ráng tu đi mẹ, sao nói thầy nhịn đi, kêu thầy thì nhịn đi, tại sao mình không nhịn? Giống như anh chàng nói giờ tu là không săn không si mà tự nhiên đòi đánh thầy, thì tao hỏi về đạo đức mày đâu, tu vậy mày thành quỷ mày nói ăn chay nữa chứ, ăn chay mà đứng lại đồ quýnh người, tự nhiên tao không gặp mày lần nào mà hận thù đòi đánh, rồi bao nhiêu người mà nó còn có những hành động trái chiều ác tính ác nhân ác đức và thù hận con người vô kiên vô duyên vô cớ.